của Bác Giáp, sau đó kết thúc ở Điện Biên, ngày 14 chia tay Điện Biên về Sơn La, và buổi tối nhận nhà nghỉ và ăn tối ở Sơn La. Em giờ đang trên đường đi Điện Biên. Sáng ngày hôm sau thì chúng ta là tổ chức ăn sáng và thăm thị trấn Tiên Yên đấy, nhà tù Sơn La, bảo tàng Sơn La và cây đào Tô Hiệu. Kết thúc buổi sáng chúng ta ăn trưa ở Sơn La và bắt đầu là đi về Mộc Châu. Thế ở Sơn La thì chúng tôi đã có liên lạc với lại em đồng chí tiểu đoàn trưởng ở với tôi là từ năm 81. Thế là cái việc đó đã sắp xếp xong. Thì về đó là anh em chúng ta nhận phòng ăn nghỉ đấy, và kết thúc là buổi sáng này là 11 là chúng ta ở Sơn La. Sau đó buổi chiều đi Mộc Châu. Về Mộc Châu thì đã có cái địa điểm chúng tôi đã kết nối với con trai của đồng chí tiểu đoàn trưởng trước ở với tôi. Thì bố trí về Mộc Châu ăn nghỉ ở Mộc Châu buổi tối. Đến sáng ngày hôm sau chúng ta đi thăm đồi chè Trái Tim vào thung Lũng Mận. Ai thích ăn quả nào thì hái quả ấy thôi. Thế sau đó rồi chúng ta về thăm cầu Kính và quay về ăn cơm. Chưa, chúng ta kết thúc chuyến đi và xuôi về Hải Phòng. Đấy, báo cáo anh em là toàn bộ chuyến đi như vậy. Thế còn quá trình tổ chức đi và nghỉ thì hiện nay là có 3 cặp đôi, vợ chồng các anh các chị có 3 cặp đôi. Chúng tôi bố trí là 3 cặp đôi, 3 phòng riêng. Còn lại thì chúng ta là đi tour đoàn ghép, còn lại là 11 đồng chí nữ. Đấy, 11 đồng chí nữ. Và lại còn lại số nam 33 đồng chí nam nữa. Chúng ta là các đoàn chúng ta có thể ghép với nhau, hoặc có thể nhả người thì chúng ta ghép để cho nó hợp lý. Để thông báo với các anh chuyến đi lịch trình như thế. Và chúng ta vui vẻ làm theo đi là vui vẻ đoàn kết, thống nhất cao. Trên cơ sở để chúng ta vừa là khi đã rời khỏi vị trí nào ấy, mà lên xe là đề nghị là các cái ghế bên cạnh chúng ta kiểm tra người để chúng ta tổ chức cho nó chặt chẽ. Thế là đề nghị với các anh là như thế. Thế còn riêng cái quá trình, trong quá trình tổ chức thì chúng ta có hai cái vấn đề. Một là đề nghị với tất cả các thành viên cao chí là quân đội là nên mặc trang phục quân đội và có thẻ cựu chiến binh là chúng ta được miễn vé vào tham quan. Còn lại mà không có thẻ cựu chiến binh là phải mua vé tham quan. Đấy, để các đồng chí nắm được cái tinh thần như thế chúng ta quá trình tổ chức. Nên cầu Kính thì các đồng chí cựu chiến binh là được miễn 1/3. Tổng 600 tiền đi cầu Kính sẽ miễn 200, còn 400. Đấy, thì là riêng với cái kế hoạch chúng ta đi toàn bộ như vậy. Khi ở Mộc Châu thì có thể là chúng ta đến đó để dừng để mua quà, mua sữa Mộc Châu cái nào đó thì cái buổi tối. Thì riêng ở tối Sơn La thì về đấy chúng ta có thể là tự là karaoke hoặc là đi là thăm cảnh. Và về Mộc Châu cũng có một cái đêm thế, nhưng Mộc Châu thì chúng tôi là đã xếp một chương trình để tổ chức. À, sau khi ăn cơm về Mộc Châu sẽ giao lưu một buổi văn nghệ với đây chỗ là văn hóa ở Mộc Châu. Cái buổi tối mới để cho đoàn chúng ta nắm được cái lịch trình. Thế đề nghị là anh em ta là thống nhất với nhau đi là phải tập trung một trên cơ sở đoàn kết thống nhất. Thế còn trên đi thì chúng tôi đã nhiều lần, vì thực ra là đi với các cô các bác anh chị em chúng ta ở đây thì có thể là tôi đi gần chục lần Điện Biên rồi, nhưng mà đi với người chỉ huy là cũng vì đồng đội, vì anh em thôi. Nhưng nếu mà nghĩ ngắn thì cũng chỉ nghĩ mình thôi. Thế nên là riêng cái việc lên trên kia kết nối thì anh em tôi cũng có bàn đi tính lại, cũng như đồng chí Minh có bàn liên lạc, nhưng đồng chí Minh cũng không đi được. Thì anh em tôi có là mua tí quà cũng lên đấy rồi để giao lưu với người ta. Không có lên đấy người ta có mời mình tí tiền cuối cùng là mình đến lên tay không thì nó vô duyên. Đấy, báo cáo với đoàn là việc tính toán và tổ chức như thế là chúng tôi báo cáo là còn quá trình đi cụ thể như thế nào, quyết toán cuối cùng thì đoàn sẽ thông báo minh bạch tài chính trên xe, không có gì hoàn phúc cả. Anh em bộ đội tôi là đặc biệt đi cái đâu là phải minh bạch cái đấy, làm quan điểm rất rõ ràng. Đấy thì báo cáo với tất cả anh em đồng đội giờ là các cô các bác này như thế để chúng ta nắm được. Anh hết chưa? Rồi. Yeah.
Thank you.
Thank you.
trong đấy. Ở đây chỉ có một cái lối ra vào. Ờ, anh em đứng sát đấy. Chúng ta sẽ đứng tránh lối ra vào. Vâng, lời đầu tiên cháu xin được chào đón các cô chú đến từ Hải Phòng đã đến thăm Điện Biên, và hiện nay thì đoàn chúng ta đang dừng chân tham quan tại di tích Hầm Đờ Cát. Thì đây chính là cơ quan đầu não quan trọng nhất của thực dân Pháp và nó có tên gọi là Pensecono. Còn Hầm Đờ Cát là cách gọi vắn tắt của người dân địa phương ở đây để chỉ ra căn hầm làm việc của Bộ Chỉ huy Tập đoàn Cứ Điểm, trong đó có viên tướng Tổng Chỉ huy Đờ Cát Sturi. Căn hầm này nó có chiều dài là 20m, chiều rộng là 8m, được chia thành 4 ngăn và nó âm 2m so với bề mặt ở trên, gồm có hai cửa lối ra vào. Thì 4 ngăn ở đây nó đều có cấu trúc và kích thước như nhau, nhưng mỗi ngăn sẽ có một chức năng nhiệm vụ khác nhau. Và ngăn thứ nhất chúng ta đang dừng chân ở đây là không gian làm việc của Trung tá Charlie Pirot, là một vị chỉ huy pháo binh của quân Pháp. Thì ông Pirot này đã bị mất một cánh tay trái trong một trận đánh ở Ý vào năm 1943, nhưng ông ta vẫn được giữ lại trong quân đội vì những cái kinh nghiệm chiến đấu và chuyên môn giỏi của mình. Thì khi ngài bộ trưởng các quốc gia liên kết Mark Zanke lên thị sát Điện Biên Phủ đã gợi ý với Pirot là có cần tăng cường thêm pháo binh không, thì Pirot đã từ chối cái lời đề nghị đó và ông ta còn hoang hoang trả lời rằng là pháo ở Điện Biên Phủ như thế này là quá mạnh rồi. Nếu pháo của Việt Minh mà tấn công vào đây, tôi xin lấy danh dự thề rằng chỉ cần 5 phút tôi sẽ khóa pháo Việt Minh lại. Nhưng kết thúc đợt tấn công thứ nhất thì quân ta đã nhanh chóng tiêu diệt được các cứ điểm vào ngoài của quân Pháp, đó là cứ điểm Kim Lam, Độc Lập, Bản Kéo, mở toang cánh cửa vào trung tâm tập đoàn cứ điểm và chúng ta uy hiếp nghiêm trọng sân bay Mường Thanh. Và lúc này Pirot không hiểu được vì sao mà pháo của Việt Minh ở đâu ra lại mạnh và nhiều đến như vậy. Và ông ta cũng không thể xác định được chính xác vị trí pháo binh của đối phương để bắn trả. Vì bất lực và cũng vì quá xấu hổ với những cái lời nói hoang hoang trước đó của mình, thì ông Pirot này đã dùng một trái lựu đạn tự sát trong căn hầm chỉ huy trận địa pháo bên kia cầu Mường Thanh vào đêm 15 tháng 3. Tức là sau khi chiến dịch Điện Biên Phủ chỉ diễn ra được 2 ngày thôi, thì chỉ huy pháo binh của quân Pháp là Trung tá Charlie Pirot đã phải tự sát rồi ạ. Và xin mời đại chúng ta đến với nội dung tiếp theo ạ. Bên kia nữa đi các chú ạ, cho nó rộng. Vâng, ngăn thứ hai xin giới thiệu với các cô chú thì đây là không gian làm việc của cơ quan yểm trợ không lực do thiếu tá Grand chỉ huy, tức là cơ quan chỉ huy không quân của quân Pháp. Thì trong chiến dịch Điện Biên Phủ, mọi sự chi viện cho quân Pháp về lương thực, thực phẩm, vũ khí, đạn dược và thuốc men thì họ đều dựa hoàn toàn vào cầu hàng không. Trung bình mỗi ngày tập đoàn của quân Pháp sẽ được cung cấp từ 200 cho đến 300 tấn lương thực và cứ 90 phút sẽ có 5 tấn hàng sẽ được đáp xuống sân bay Mường Thanh bởi các loại máy bay từ Hà Nội và Hải Phòng trở lên. Nhưng kết thúc đợt tấn công thứ nhất thì quân ta đã đào được hai hệ thống giao thông hào từ đông sang tây và chúng ta đã cắt đứt được đường băng sân bay, làm tê liệt khả năng cất và hạ cánh của các máy bay. Và quân Pháp muốn tiếp tế thì buộc phải thả số hàng. Nhưng vào thời điểm đó, pháo cao xạ của quân ta hoạt động rất là mạnh. Một máy bay của quân Pháp phải bay ở độ cao trên 2.000m để vừa thả dù hàng vừa tránh đạn. Và vì vậy, hơn 50% cái số dù hàng tiếp tế đó của quân Pháp đã bị bay thất lạc vào trận địa phòng ngự của quân ta. Và vô tình, quân ta đã được tiếp tế khá nhiều lương thực và đạn dược của quân Pháp, giải quyết một phần về khâu hậu cần của chúng ta lúc đó cũng đang rất là thiếu ạ. Và xin mời ạ. Đây chính là vị trí làm việc của tướng Đờ Cát Sturi cách đây 70 năm về trước. Thì theo hồi ức của một số cựu chiến binh cả ở hai phía thì trước đây ở trong căn phòng này sẽ bao gồm có một bộ bàn ghế, một chiếc giường gấp, một chiếc máy điện thoại, một chiếc máy chữ và chiếm gần hết phần mặt tường là một bảng kế hoạch cỡ lớn của trung tâm đề kháng Điện Biên Phủ. Giới thiệu qua một chút về lịch sử của Đờ Cát ạ. Thì ông ta sinh năm 1902 với tên gọi đầy đủ là Christian Melric Ferdinand de la Croix de Cát Sturi. Và ông ta được sinh ra trong một gia đình là dòng dõi quý tộc. Thì tháng 12 năm 53, ông Đờ Cát này lên Điện Biên Phủ nhậm chức chỉ huy trưởng với quân hàm là đại tá. Và sở dĩ Đờ Cát được cả tướng Nava và tướng Cô Nhi tin tưởng tuyệt đối giao cho cái trọng trách này là bởi vì Đờ Cát được sinh ra trong một gia đình mà dòng tộc của Đờ Cát có rất nhiều người làm trong nghề binh nghiệp. Có những người đã dự đến chức là thống chế bộ trưởng hải quân Pháp. Và bản thân Đờ Cát là một người rất là tài giỏi, can dạ, dũng cảm và ưa mạo hiểm. Thì Đờ Cát đã từng xung vào đội kỵ binh học sĩ quan trường Somea, và trước khi sang Đông Dương thì Đờ Cát đã tham gia vào rất nhiều các đội quân với các vị trí chỉ huy khác nhau, và ông ta đã 21 lần được khen thưởng, trong đó có 15 lần được tuyên dương công trạng trước toàn quân đội Pháp. Vâng, và ngoài cái nghề binh nghiệp của mình ra thì ông Đờ Cát này còn có một niềm đam mê rất là lớn với môn đua ngựa. Và ông ta đã 2 lần đạt chức vô địch thế giới về đua ngựa nhảy cao và nhảy xa vào năm 1933 và 1935. Và ngoài ra thì Đờ Cát còn có cả bằng lái máy bay dân dụng nữa. Và thường ngày thì ông Đờ Cát này sẽ đội một chiếc mũ cano màu đỏ,
đeo một chiếc khăn quàng rất là rực rỡ để thể hiện cái tính cách phóng khoáng và hiếu chính của mình. Và khi chiến sự ở Điện Biên Phủ diễn ra trong giai đoạn cay go và ác liệt nhất, thì chính phủ Pháp đã quyết định thăng cấp tướng cho De Cát cùng hàng loạt sĩ quan tùy tùng nhằm lên dây cót cho đội quân lùn trú ở đây. Thì ông ta được thăng quân hàm từ đại tá lên thiếu tướng, nhưng lại là một vị tướng bị bại trận trước quân đội nhân dân Việt Nam, trước đại tướng Võ Nguyên Giáp của chúng ta. Và xin mời đài chúng ta đến với ngắm tiếp theo ạ. Vâng, thưa các cô chú, là ngắm thứ tư cũng là ngắm cuối cùng ạ. Thì ở bên phải bên đây là không gian làm việc của cô thư ký của tướng De Cát. Thì cô thư ký này được De Cát tuyển chọn trong một cuộc chiến ở phía nam vùng châu thổ sông Hồng và đưa lên Điện Biên Phủ cùng với ngày ông ta nhậm chức. Thì thường ngày khi đi tuần với De Cát trên chiếc xe jeep là cô thư ký này sẽ làm nhiệm vụ ghi chép. Và khi chiến sự ở Điện Biên Phủ bắt đầu diễn ra, vì lo cho tính mạng của cô thư ký thì De Cát đã lệnh cho cô này lên chuyến bay đầu tiên chở thương binh về Hà Nội. Và từ đó thì chúng ta cũng không biết thêm thông tin gì về cô thư ký này nữa. Và chúng ta chỉ biết được rằng là cô thư ký này có tên là Paul Bocard và là con lai giữa người Pháp và người Việt. Vâng, ra bên trái còn lại ạ, thì đó là căn phòng làm việc của bộ phận thông tin điện đài. Thì căn phòng này đã chứng kiến những cái giây phút cuối cùng bị bắt sống của tướng De Cát. Và ngày 3 tháng 5 năm 1954, cả tướng Nava và tướng Cô Nhi đều nhận định rằng Điện Biên Phủ không còn sức chiến đấu nữa và đã lệnh cho De Cát mở kế hoạch chi viện để rút chạy sang Thượng Lào. Thì De Cát đã ra lệnh phá toàn bộ phương tiện vũ khí, chỉ để lại 3 ngày lương thực cùng toàn bộ số binh lính bị thương. Lực lượng còn lại thì chia làm 3 cánh quân để rút chạy. Nhưng cuộc rút lui tuyệt vọng đó đã không kịp thực hiện trước sức tấn công như vũ bão của quân đội nhân dân Việt Nam. Và vào chiều ngày 7 tháng 5, quân ta chia thành 3 mũi tấn công như 3 cọng kìm siết chặt vòng vây. Chúng ta tiến thẳng vào sở chỉ huy Gono của quân Pháp. Tổ xung kích do đại đội trưởng Tạ Quốc Luật cùng 2 đồng chí Hoàng Đăng Vinh và Bùi Văn Nhỏ đã xông vào hàng ổ cuối cùng, và đồng chí Tạ Quốc Luật đã hạ lệnh cho quân địch bằng tiếng Pháp. Hơn lên mạnh, từ xâm mê vụ, dịch ra nghĩa là hạ vũ khí xuống, giơ tay lên, các ông đã bị bắt. Toàn bộ sĩ quan Pháp lúc này giơ tay xin hàng, riêng tướng De Cát vẫn cố xé những tài liệu cuối cùng. Và lúc này đại đoàn trưởng đại đoàn 312 đồng chí Lê Trọng Tấn đã gọi điện thoại về Mường Phăng để báo cáo đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thì đại tướng đã ra lệnh là lấy ảnh của De Cát ra đối chiếu, kiểm tra quân hàm chữ ký đề phòng địch đánh cháo chỉ huy. Và sau khi đã xác định được chính xác rồi thì lúc này tin bắt sống tướng De Cát mới lan đi trên khắp chiến trường. Vâng, và thưa các cô chú, là khi mà các chiến sĩ của tổ xung kích chúng ta xông vào căn hầm này thì các gian hầm vẫn đang sáng choang ánh điện, và phía cuối đường hầm thì có một đống tài liệu đang cháy dở. De Cát lúc này đã ăn mặc rất là chỉnh tề rồi, với bộ quân phục ngắn tay màu vàng nhạt, và trên ngực của ông ta thì có đeo một cặp huân chương. Thì vị chỉ huy mang dáng dấp của một vị hoàng đế La Mã giờ đây không giữ được vẻ ngang tàng và hống hách như trước kia nữa, mà đã cùng với 20 sĩ quan tùy tùng của mình đã đầu hàng vô điều kiện. Và theo lệnh của đại đội trưởng Tạ Quốc Luật, họ đã cùng đi ra khỏi căn hầm giữa hai hàng súng của các chiến sĩ quân đội Việt Nam. Và đến 17:30 chiều ngày 7 tháng 5 thì lá cờ quyết chiến quyết thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trao cho các đại đoàn quân trước khi lên đường ra mặt trận đã phấp phới tung bay trên nóc hầm De Cát giữa chiều hè tháng 5 lịch sử, báo hiệu giờ chiến thắng. Sau đó, quân ta tiêu diệt các cứ điểm còn lại và truy quét số tàn binh rút chạy sang Thượng Lào. Và đến 24:00 ngày 7 tháng 5 năm 1954, thì sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, các chiến sĩ quân đội Việt Nam đã xung phong tiêu diệt và làm chủ hoàn toàn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của quân Pháp. Và thưa các cô chú, là trong lịch sử chưa bao giờ mà chúng ta bắt được số lượng tù binh lớn đến như vậy, lên tới trên 10.000 tù binh trong tổng số 16.200 lính Pháp tham chiến tại đây. Thì toàn bộ số tù binh này đã được quân ta áp giải về trại giam ở Thanh Hóa. Riêng tướng De Cát cùng với 20 sĩ quan tùy tùng thì được quân ta đưa về trại giam ở Tuyên Quang. Và vào ngày 3 tháng 9 năm 1954, tại vị trí Phú Thọ, thì sau khi được dự lễ thất độc lập của dân tộc Việt Nam, thì một ngày sau ông De Cát này đã được trở về, nhưng trở về với tư thế của một kẻ bại trận được thả để lực khoan hồng của quân và dân Việt Nam chiến thắng. Và sau thất bại ở Điện Biên Phủ thì thực dân Pháp đã buộc phải ngồi vào bàn đàm phán ký hiệp định Geneva công nhận nền độc lập chủ quyền của ba nước Đông Dương, cuốn cờ rút quân khỏi miền Bắc Việt Nam, và từ đây miền Bắc nước ta hoàn toàn được giải phóng. Vâng, và thưa các cô chú, khi mà chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc được 15 ngày thì tại căn hầm này còn diễn ra một đám cưới nữa, với những chiến lợi phẩm ta thu được của quân Pháp như là rượu cây, thuốc lá thơm, sô cô la được bày biện rất là đẹp mắt, và xung quanh được trang trí những bài dù bồng bềnh đủ màu sắc. Và dưới sự chứng kiến của những người đồng đội của họ, và chú rể là đồng chí Cao Văn Khánh, là đại đoàn phó của đại đoàn 308, với cô dâu là nữ y tá Nguyễn Thị Ngọc Toản, thì về sau này bác Toản
thì đã trở thành đại tá và là bác sĩ sản phụ khoa đầu ngành của nước ta. Còn bác Cao Văn Khánh thì sau này đã trở thành trung tướng và là phó tổng tham mưu trưởng của quân đội nhân dân Việt Nam ạ. Và được biết bác Cao Văn Khánh thì đã mất vào năm 1984 rồi, và hiện nay thì vẫn còn bác Nguyễn Thị Ngọc Toàn. Và mặc dù tuổi bác rất là cao, bác đã 94 tuổi rồi, nhưng mà cách đây gần một tháng thì bác đã cùng với gia đình của mình đã thực hiện được cái tâm nguyện là lên thăm lại Điện Biên, thắp hương cho những người đồng đội. Thank you.
Đúng rồi. Cháu xin tự giới thiệu, cháu tên là Nga. Cháu là tình nguyện viên làm công tác hướng dẫn trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Rất là mừng được chào đón quý khách ạ. À, kính thưa quý khách, hiện nay quý khách đang có mặt ở đền thờ tại liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ. Đền thờ tọa lạc trên di tích đồi F. Đồi F là con đồi nằm ngay sát với đồi A1, nhưng chịu hỏa lực bắn thẳng từ A1 sang. Chiến sĩ đã hy sinh bằng mạng ngọn đồi này. Trên đồi F còn có tên gọi khác là đồi Tử Địa. Và đồi F là nơi để quân đội nhân dân Việt Nam khống chế và làm bàn đạp tấn công sang đồi A1. Và kính thưa quý khách, công trình đền thờ được khởi công xây dựng vào ngày 13 tháng 3 năm 2021 và cũng là ngày diễn ra trận đánh mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau hơn một năm thi công thì ngày 18 tháng 5 năm 2022, tổng công trình đã được khánh thành với gần 50.000 m2 với kiến trúc truyền thống bao gồm 3 không gian chính. Không gian đầu tiên là không gian dưỡng nhật, không gian thứ hai là không gian tử địa và cuối cùng là không gian tâm linh. Và sự kẽ nối tiếp giữa các điểm là các điểm dẫn chuyển tiếp cao độ. Và chúng ta bước vào thì chúng ta không gian sân dưỡng nhập, không gian sân dưỡng nhập với dạng sân hình tròn, tâm nhìn thoáng đãng ra bốn phía là nơi tổ chức các hoạt động tri ân lớn. Và giữa không gian dưỡng nhập có một lư hương được thiết kế đặc biệt bởi lớp vỏ tố giáp bên ngoài và lớp hoa văn bên trong truyền tải ý nghĩa truyền thống văn hóa dân tộc nên giữ được là do những người lính họ như lớp giáp sắt luôn sẵn sàng bảo vệ sự trường tồn của dân tộc. Và bao quanh không gian dưỡng nhập có hệ thống quân dân cây xanh và thành đồi cỏ nhỏ vừa cho chúng ta liên tưởng tới vị trí ở trong chiến dịch Điện Biên Phủ và thung lũng Mường Thanh. Nếu có khách để ý thì sẽ thấy hai cột trụ biểu và hai cột là hai bên chúng ta bước lên đó là cột tam quan ngoại của mô hình. Đường dẫn số 1 là đường dẫn chuyển tiếp giữa không gian dẫn nhập và không gian
Anh không thấy là không có làm được đúng việc gì cả. Đúng rồi, đúng rồi. Tình nguyện lên đường
nhập ngũ để tham gia chiến đấu giải phóng, thống nhất tổ quốc và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Hôm nay chúng tôi tự hào với truyền thống của cha ông trong những năm kháng chiến chống Pháp. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã để lại cái tiếng vang là rừng rẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Trong đó những ngày đầu chúng tôi cũng hôm nay được thừa hưởng niềm vinh dự ấy. Tất cả anh em hôm nay đi thăm chiến trường Điện Biên Phủ toàn là các đồng chí đồng đội của cựu chiến binh sư đoàn 38 quân tiên phong, sư đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam, và cũng là sư đoàn khi giải phóng Điện Biên Phủ về đền Hùng, Bác Hồ đã căn dặn các thế hệ cán bộ chiến sĩ của đại đoàn, các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Phát huy truyền thống của bộ đội Cụ Hồ, anh em chúng tôi khi trở về đời thường, hôm nay trở lại thăm chiến trường xưa của các thế hệ cha ông và thăm lại truyền thống hào hùng của dân tộc, tôn vinh tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân và cuộc đời tươi trẻ của mình vì nền độc lập tự do của tổ quốc và vì hạnh phúc của nhân dân. Hôm nay chúng tôi rất trân trọng và tri ân các anh hùng liệt sĩ thế hệ cha anh đã tạo nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và nối tiếp truyền thống 4.000 năm lịch sử của dân tộc Việt Nam anh hùng. Chúng tôi thế hệ cựu chiến binh hôm nay quyết thi đua phấn đấu học tập và rèn luyện giữ vững phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ, cùng với động viên gia đình con cái anh em hướng dẫn cho con cháu mình phát huy truyền thống và tiếp tục tham gia vào quân đội để thực sự là lực lượng kế cận để bảo vệ quê hương đất nước và xây dựng quân đội ta ngày càng hùng mạnh, bảo vệ non sông đất nước Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Là những người lính mang trên mình sắc phục rất là thiêng liêng và cũng đã lĩnh hội truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam trước, thì các ông đã được nghe kể như thế nào về truyền thống của quân dân Hải Phòng đóng góp trong chiến thắng Điện Biên Phủ ạ? Trong những năm tháng kháng chiến và chiến thắng ở Điện Biên Phủ thì có nhiều tấm gương. Từ những ngày là chiến thắng Cát Bi, là quân dân Hải Phòng có những người tướng lĩnh đã từng tham gia chiến đấu và dẫn dắt cả quân dân Hải Phòng đánh ở trận Cát Bi như thiếu tướng Đặng Kinh và một số các anh hùng liệt sĩ khác tiêu biểu trong kháng chiến chống Pháp. Rồi tiếp tục là các bác, các đồng chí lại lên đường là hành quân về phía Bắc để chốt đánh trận cuối cùng thử lửa với là quân Pháp. Và đây là một mấu chốt lịch sử đã tạo ra một nền tảng vững chắc sự phát triển của quân đội nhân dân Việt Nam và thực sự ra đã xây dựng là cách mạng Việt Nam chính quy hiện đại và quân đội chúng ta thực sự đã sánh vai với các cường quốc trên thế giới lớn, đặc biệt là cơ sở nền tảng trong chống Pháp cũng là bước đệm trong chiến tranh kháng chiến đánh đế quốc Mỹ và chống quân Trung Quốc xâm lược cũng như là chiến đấu ở mặt trận 479 giải phóng cho dân tộc Campuchia khỏi ách là Pol Pot Yen Sai. Niềm tự hào hôm nay chúng tôi được trở về đây, anh em chúng tôi rất phấn khởi và cũng là xin qua đài truyền hình xin là mong rằng tất cả các thế hệ cựu chiến binh hôm nay và thế hệ các quân nhân mà khi rời khỏi quân ngũ trở về đời thường hãy phát huy truyền thống của bộ đội Cụ Hồ, giữ gìn truyền thống, phát huy truyền thống này thật tốt đẹp và thật xứng đáng với tên gọi mến yêu mà nhân dân đã trao tặng là bộ đội Cụ Hồ. Tôi là Ngô Thanh Hải, là trung tá quân đội khi công tác ở quân khu 3, một tên thông dạ. Thực hiện chiến dịch Điện Biên Phủ thì sư đoàn 38 là một trong những sư đoàn chủ lực được giao trọng trách quan trọng cùng với sư đoàn 312 và các đơn vị bạn là đánh trận Điện Biên Phủ, và đây cũng là một dấu ấn sâu sắc trên tất cả các chiến trường. Nhưng khi cái thành tích chiến đấu và kinh nghiệm chiến đấu của quân đội ta, trong đó có sư đoàn 308 đóng góp như những chân mộng chạm thản, rồi là các trận 5/9/52 là hòa bình, chiến dịch hòa bình, chiến dịch thu đông 5/54, những cái chiến dịch ấy làm nền tảng cho là đánh
17 triệu là nào ngon này đấy. Phòng tuyến thứ hai ở lưng chừng đồi và phòng tuyến thứ ba thì ở trên đỉnh đồi A1.
tại phòng tuyến thứ nhất này để bảo vệ cho con đường lên xuống đồi và đường viện binh của quân đội Pháp từ trung tâm ở thành cứ điểm A1, thì quân đội các trinh sát đã cho bố trí tại đây lô cốt xe đa cụt ạ. Và sở dĩ lô cốt này có tên gọi như vậy là vì trước đây tại vị trí này chỉ có một cây đa rất là lớn và thân tốt, bên cạnh đó thì có đền thờ Đức Thánh Trần. Khi Pháp chiếm đóng và cho xây dựng cứ điểm này thì đã cho chặt cây đa, phá vỡ đền thờ để xây dựng lô cốt. Và phần còn lại của bức đa khi nhìn từ xa lại thì có hình dáng giống như một người. Bởi vậy các chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam đã đặt tên cho lô cốt này là lô cốt xe đa cụt, hay còn gọi là ủ thần người. Và nhiệm vụ tiêu diệt lô cốt xe đa cụt thì được giao cho tiểu đoàn 251 thuộc trung đoàn 174 đại đoàn 376 đặc nhiệm. Trong 10 ngày đêm thì tiểu đoàn vừa chiến đấu vừa xây dựng trận địa dưới tầm hỏa lực của quân đội nhân dân Pháp. Và khi quân đội Pháp biết được ý định của quân đội nhân dân Việt Nam thì đã tìm kèm hỏa lực từ rất nhiều phía. Song với quyết tâm tiêu diệt bằng được cứ điểm này thì trận diện tấn công của ta đã tiến vào lô cốt xe đa cụt ngày một gần. Đến đúng 1:30 ngày 7 tháng 5 năm 1954 thì chúng ta đã tiêu diệt hoàn toàn lô cốt xe đa cụt và chặn được đường hào thiết viện của quân đội Pháp từ trung tâm mường thanh lên cứ điểm A1 ạ. Và giới thiệu với các cô chú ạ, ở phía trên đây là hệ thống đường hào thiết viện của Pháp tại cứ điểm A1. Tại cứ điểm A1 này thì quân đội Pháp đã cho xây dựng hơn 4.000 mét đường hào. Và tất cả những đường hào này trước đây là hào đất ạ. Và sau này khi chúng ta tôn tạo di tích thì đã cho phun bê tông ở xung quanh để bảo vệ giữ gìn. Và bao quanh đồi A1 ạ, thì quân đội các trinh sát còn cho bố trí một hệ thống hàng rào với đất đai với nhiều lớp hàng rào. Và trước đây thì văn kệ về các lớp hàng rào này còn được bố trí rất nhiều. Đó là chính là lần đầu tiên mà quân đội nhân dân Việt Nam phải vượt qua nếu muốn tiến vào các điểm của quân đội trinh sát. Và hệ thống hàng rào hiện nay là mình thấy là đã được dựng lại để mô phỏng, không phải là hàng rào nguyên gốc trước đây của Pháp ạ. Con đường đoàn ta sẽ di chuyển lên xuống đồi thì trước đây là một đường mòn bằng đất cho xe tăng và các loại xe cơ giới của Pháp di chuyển lên xuống đồi. Và ban đêm thì con đường này được khép lại bởi một hệ thống hàng rào trắng cơ động. Và hiện nay thì đường đã được trải bê tông để đón du khách đi tham quan. Và sau đây thì cháu mời các cô chú là mình sẽ tiếp tục di chuyển lên để tham quan ạ. Mời các cô chú ạ. Cô chú đi nhìn có lỗ cho. Chiến tranh hiện đại nhất lúc bấy giờ do Mỹ sản xuất, trong đó thì có 10 chiếc xe tăng có trọng tải từ 16 đến 18 tấn ạ. Và để đưa được những chiếc xe tăng này lên Điện Biên Phủ thì quân đội Viễn Chinh Pháp lúc bấy giờ đã phải cho tháo rời từng bộ phận, sau đó đưa lên máy bay và thả xuống sân bay Mường Thanh. Tại sân bay Mường Thanh thì Đờ Cát đã cử một kíp công binh gồm 25 người cứ 3 ngày thì lắp ráp xong một chiếc xe tăng và đã cho 2 chiếc lên làm nhiệm vụ bảo vệ tại cứ điểm A1 ạ. Giới thiệu với các cô chú, đây là chiếc xe tăng mang tên Wagner của Pháp tại cứ điểm đồi A1. Xe tăng này thì đã bị các chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam bắn cháy vào rạng sáng ngày 1 tháng 4 năm 1954. Và sau khi chiếc xe tăng này bị bắn cháy thì chiếc còn lại đã quay đầu về trung tâm Mường Thanh. Quân đội Pháp đã mất hẳn hàng rào bảo vệ ở trên đỉnh đồi A1 ạ. Còn nằm ở phía bên cạnh chiếc xe tăng là ngôi mộ chung tập thể của 4 chiến sĩ đã dùng súng bazooka để bắn trả các đợt phản kích của quân đội Pháp trên cứ điểm A1 và đồng thời là những người đã trực tiếp tham gia bắn cháy chiếc xe tăng này. Ngôi mộ tập thể này cùng với các ngôi mộ ở các nghĩa trang liệt sĩ lớn ở Điện Biên Phủ thì đều có một điểm chung, đó là chúng ta chưa thể khắc lên bia mộ tên họ của các liệt sĩ vì trong điều kiện chiến đấu và hy sinh lúc bấy giờ không cho phép. Trước đây thì ta thường gọi những ngôi mộ này là những ngôi mộ liệt sĩ vô danh, nhưng xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh. Anh từng có tên như bao khuôn mặt khác, mẹ sinh anh tròn ngày chẵn tháng, cha đặt tên anh chọn tuổi chọn mùa. Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh. Anh từng có tên như bao khuôn mặt khác, chiến trường gần chiến trường xa đuổi giặc, tên làng tên đất theo anh. Bình yên sau cuộc chiến tranh, anh trở về không tên không tuổi, trắng hàng bia những ngôi sao không nói, rưng rưng cỏ mọc dưới chân. Và đó cũng là điều trăn trở của rất nhiều thế hệ người dân Việt Nam, đặc biệt là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mỗi lần khi có dịp quay trở lại thăm Điện Biên Phủ thì người thường đứng lặng hàng giờ trước những ngôi mộ trắng bia và đôi mắt người lại đỏ hoe vì nhớ thương đồng đội các chiến sĩ đã hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ. Dạ vâng, còn giới thiệu với các cô chú ạ, ở vị trí cao nhất của cứ điểm A1 đấy ạ, là vị trí căn hầm lớn cố thủ phần chỉ huy kiên cố nhất của quân đội Pháp ở cứ điểm A1. Căn hầm này vào năm 1945 là một hầm được mang vào tấn công lên đến gần một vùng đất lớn ở trên đỉnh đồi thì tất cả những
toàn bộ hỏa lực của quân đội Pháp nhằm vào đội hình của chúng ta mà bắn, gây thương vong rất lớn cho quân đội ta. Và sau khi đi trinh sát và phát hiện ra được căn hầm ngầm cố thủ này thì chúng ta mới đưa ra được cách đánh để giải quyết dứt điểm trận đánh tại đây ạ. Dạ vâng, sau đây thì cháu mời các cô chú đoàn mình sẽ di chuyển xuống phía dưới gốc cây phượng để có thể quan sát được nửa bên kia của cứ điểm ạ. Tại đó thì cháu sẽ giới thiệu cho đoàn mình về diễn biến của trận đánh ạ. Dạ vâng ạ, xin giới thiệu với các cô chú là trận đánh trên cứ điểm đội A1 là trận đánh kéo dài nhất, giằng co ác liệt nhất và hy sinh nhiều nhất của quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến dịch Điện Biên Phủ thì diễn ra trong 56 ngày đêm, thì trận đánh tại cứ điểm đội A1 đã diễn ra trong 39 ngày đêm ạ. Và trải qua 39 ngày đêm chiến đấu tại đây thì hai trung đoàn của quân đội nhân dân Việt Nam là trung đoàn 174 đại đoàn 316 và trung đoàn 102 đại đoàn 308 đã thay phiên và hỗ trợ nhau chiến đấu. Chúng ta đã tổ chức được 4 đợt tấn công và 1 đợt phòng ngự trên cứ điểm A1. Các chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam bắt đầu tấn công lên cứ điểm đội A1 là từ vị trí đồi cháy ạ, là ngọn đồi ở phía trước ạ, và đồi F là ngọn đồi liền kề với đội A1. Từ hai ngọn đồi này thì các chiến sĩ đã đào những đường giao thông hào để tiếp cận lên A1. Và trong 3 đợt tấn công đầu tiên lên đây, từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 năm 1954, thì chúng ta chỉ đánh đến gần sát căn hầm ngầm cố thủ của Pháp nằm trên đỉnh đồi A1 thì lại bị hệ thống hỏa lực bảo vệ căn hầm, xe tăng pháo binh của Pháp phản kích dữ dội, gây thương vong rất lớn cho quân đội ta, buộc chúng ta phải rút về vị trí 1/3 cứ điểm là vị trí bức phù điêu ở phía trước để giữ phần cứ điểm đã chiếm được. Và sau 3 đợt tấn công liên tiếp nhưng chưa thể giải quyết dứt điểm trận đánh tại đây, thì Bộ Chỉ huy chiến dịch đã cho tổ chức một đợt phòng ngự ở vị trí 1/3 cứ điểm với nhiệm vụ là đánh ngưng các đợt phản kích của quân đội nhân dân Pháp giữ phần cứ điểm đã chiếm được, đồng thời củng cố hệ thống giao thông hào để tiếp tục tấn công lên A1. Và trong đợt phòng ngự này thì Bộ Chỉ huy chiến dịch đã họp bàn để rút kinh nghiệm về các trận đánh đã qua và nêu lên cách đánh sắp tới. Khó khăn lớn nhất của quân đội ta và cũng là điểm mấu chốt của cứ điểm A1 là căn hầm ngầm cố thủ của Pháp nằm ở trên đỉnh đồi A1 đấy ạ. Để giải quyết dứt điểm trận đánh tại đây thì Bộ Chỉ huy chiến dịch đã đưa ra một kế hoạch vô cùng táo bạo, đó là kế hoạch lấy hầm trị hầm. Và thực hiện kế hoạch này thì các chiến sĩ đội công binh M83 do đồng chí Nguyễn Phú Xuyên Khung chỉ huy đã từ một ngách hào của quân đội Pháp nằm ở vị trí 1/3 cứ điểm đào một đường hầm dài 47m để đặt khối thuốc nổ 960 kg, với mục đích là để đánh sập căn hầm ngầm cố thủ của Pháp trên đỉnh đồi A1 và lấy tiếng nổ của khối bộc phá để làm hiệu lệnh tổng công kích trên toàn mặt trận. Công việc đào đường hầm để đưa bộc phá vào là một công việc hết sức khó khăn và gian khổ, vì đất ở đồi A1 thì rắn như đá non, và dưới sự canh phòng cẩn mật của quân đội Pháp thì trong đêm đầu tiên đào hầm, chúng ta chỉ đào được mỗi bề khoảng 90cm thì phải dừng lại. Và những đêm về sau thì năng suất đào có khá hơn, tuy nhiên khi càng đào vào sâu thì càng thiếu dưỡng khí, vì vậy chỉ cử được một người đào, còn những người bên cạnh thì xếp hàng dùng quạt nan để quạt không khí vào bên trong, và cứ khoảng 30 phút thì lại phải thay ca một lần. Và khi đào vào sâu thì lượng đất đá moi ra lại càng nhiều, đổ ra ngoài thì sợ bị lộ. Bởi vậy các chiến sĩ đã phải sử dụng những mảnh vải dù để đựng đất đá đó, sau đó vận chuyển sang phía đồi cháy bên kia để đổ ạ. Đến ngày 4 tháng 5 năm 1954 thì chúng ta đã hoàn thành xong việc đào đường hầm và đưa được khối thuốc nổ đặt vào vị trí quy định an toàn. Song vấn đề đặt ra lúc bấy giờ là làm thế nào để điểm hỏa bộc phá, để cho tất cả khối thuốc nổ phải nổ cùng một lúc và tạo ra một tiếng nổ đủ lớn để làm hiệu lệnh tổng công kích trên toàn mặt trận. Khi đó thì có hai phương án điểm hỏa đã được đưa ra. Phương án thứ nhất là điểm hỏa bằng điện và phương án thứ hai là giật nụ xùy. Và nếu cả hai phương án trên đều không thành công thì lúc bấy giờ chúng ta phải làm thế nào ạ? Trong thời điểm đó thì có hai đồng chí là Nguyễn Điệt và Nguyễn Bạch đã xung phong làm cảm tử quân. Đơn vị đã tổ chức lễ truy niệm sống cho hai đồng chí và có hỏi rằng: các đồng chí có còn dặn dò gì nữa không? Thì cả hai đồng chí đều đồng thanh: chúng tôi không còn dặn dò gì nữa cả, chỉ chờ hiệu lệnh tất cả sẽ xung phong. Và các chiến sĩ khi ấy ra trận thì đều mang trong mình một tâm thế là quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Chiều ngày 6 tháng 5 năm 1954 là một buổi chiều rất đặc biệt. Các chiến sĩ không ai bảo ai, ai nấy đều chọn cho mình những bộ quân phục mới nhất, nai nỉ gọn gàng. Và trong thời điểm đó thì mỗi người có một tâm tư tình cảm khác nhau. Đồng chí tiểu đội trưởng Trần Quý thì đã viết thư để gửi về cho mẹ của mình ạ. Và trong thư thì đồng chí có viết rằng: mẹ ơi, con biết mẹ không buồn sao được, vì nhà mình chỉ có mình con là con trai. Thầy con hy sinh đã 7 năm rồi, mẹ đành sống những năm tháng đau thương. Mong ước lớn nhất của mẹ là được thấy con trở về. Ngày con trở về có thể là ngày đô thành đỏ rực cờ hoa. Nhưng mẹ ơi, nếu trong trận chiến đấu này con không trở về, mong mẹ hãy hiểu cho con, đó là vì tình yêu tổ quốc con đã làm đúng. Và đúng 20 giờ 30 phút ngày 6 tháng 5 năm 1954, ba đồng chí là Nguyễn Phú Xuân Khung, Nguyễn Điệt và Nguyễn Bạch đã cùng điểm hỏa bộc phá. Rất may mắn cho quân đội ta là chúng ta đã thành công ngay ở phương án điểm hỏa điện đầu tiên và không phải sử dụng đến các phương án tiếp theo. Khi khối bộc phá được điểm hỏa thì cũng là bắt đầu cho đợt tấn công thứ tư lên cứ điểm A1. Khối bộc phá nổ đã phá hủy một lô cốt của Pháp tại vị trì đó và đồng thời đã tiêu diệt một phần lớn đại đội dù số 2 của Pháp, làm cho toàn bộ lính Pháp tại cứ điểm A1 chóng váng sinh hoạt. Trước thời cơ đó thì các chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam đã bỏ qua tất cả các ổ súng khác và tiến thẳng lên căn hầm ngầm cố
toàn bộ bộ tác phẩm của quân đội sẽ cung cấp vào chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954. Và xin giới thiệu với các cô chú, ở phía trước đây là hố nổ do khối bộc phá 960 kg tạo thành ạ. Do khối thuốc nổ này nằm ở sâu trong lòng đất nên khi nổ đã tạo ra một hố nổ có dạng hình phễu ạ. Và dự định ban đầu của chúng ta là sẽ đặt thuốc nổ ở ngay phía dưới chân tân hầm ngầm cố thủ này để điều hòa. Nhưng trong quá trình đào được hầm để đặt bộc phá thì đến vị trí hố phá hiện nay đã chạm phải một sóng lô cốt của Bác nằm ở vị trí đó. Và lúc bấy giờ thì ta hiểu rằng đã đến tân hầm ngầm cố thủ của Bác nằm trên đỉnh đồi A1 rồi. Nhưng sau khi xác định lại vị trí là không phải, nhưng do thời gian lúc bấy giờ không cho phép nữa nên bộ chỉ huy chiến dịch đã quyết định cho nổ một thuốc nổ tại vị trí hố phá hiện nay. Và cũng chia sẻ với các cô chú là trong thời điểm lúc bấy giờ để đào đường hầm đặt đột phá thì các chiến sĩ của chúng ta sử dụng toàn bộ bằng những phương tiện thô sơ nhất, chỉ có cuốc xẻ, không có la bàn cũng không có thước dây, mà các chiến sĩ đã phải sử dụng những sợi dây rừng để đo đạc xác định vị trí của căn hầm, nên việc xác định vị trí của căn hầm gặp rất nhiều khó khăn ạ. Còn vị trí bức phù điêu ở phía trước đây ạ là vị trí đánh dấu 1/3 cứ điểm của quân đội nhân dân Việt Nam ở phía đông và 2/3 cứ điểm của quân đội viễn thông Pháp nằm ở phía tây. Đồng thời vị trí đó cũng là vị trí giành giật ác liệt nhất giữa quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội viễn thông Pháp suốt từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 6 tháng 5 năm 1954. Và khi di chuyển qua bức phù điêu một chút xuống phía bên dưới thì sẽ là cửa đường hầm mà các chiến sĩ đào vào để đặt đột phá. Đường hầm này dài tổng cộng là 47 m, trong đó thì có 33 m đường hầm ngầm và 14 m đường hào lộ thiên. Nhưng để hoàn thành được 47 m đường hầm này thì tại đó đã có gần 300 cán bộ chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam hy sinh trong quá trình bảo vệ đào đường hầm, và đó được coi là đường hầm đẫm máu nhất trên cứ điểm A1. Kết thúc trận đánh tại đây thì chúng ta đã bắt và tiêu diệt là 825 binh lính Pháp, nhưng đổi lại thì đã có hơn 2.500 cán bộ chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam hy sinh trên ngọn đồi nhỏ này. Máu của các chiến sĩ thì đã thấm đẫm từng tấc đất, từng mét chiến hào trên cứ điểm A1 ạ. Kính thưa các cô chú, là sau khi kết thúc chiến dịch Điện Phủ thì đến năm 1962 di tích được xếp hạng là di tích cấp quốc gia, năm 2009 thì được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt, và từ đó cho đến nay thì di tích đã nhiều lần được trùng tu tôn tạo để đưa vào phục vụ khách tham quan du lịch, và một trong một đợt trùng tu tôn tạo lớn vào năm 2004 để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Phủ thì tại di tích cửa A1 chúng ta đã tìm thấy 33 bộ hài cốt của liệt sĩ hy sinh tại đây. Sau khi làm lễ truy niệm thì phần mộ của các liệt sĩ đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng cùng đồng đội của mình tại nghĩa trang Độc Lập ạ. Và hiện nay thì trên di tích cửa A1 vẫn còn rất nhiều hài cốt của các liệt sĩ mãi nằm lại trên di tích này và không còn khả năng quy tập nữa, đã mãi trở thành một phần của A1 linh thiêng huyền thoại. Bởi vậy là ở dưới chân đồi A1 thì đơn vị ban quản lý di tích tỉnh Điện Biên có tổ chức một nơi dâng hương cho các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại cứ điểm đồi A1, và trước khi thăm quan thì các cô chú đoàn mình đã di chuyển vào để dâng hương tưởng niệm rồi ạ. Dạ vâng, kính thưa các cô chú, còn nằm ở vị trí đồi S là ngọn đồi liền kề với đồi A1, là nơi mà các chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam lấy để làm bàn đạp tấn công lên cứ điểm đồi A1, thì hiện nay đã được xây dựng công trình đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ. Công trình đền thờ liệt sĩ thì được khởi công xây dựng vào ngày 13 tháng 3 năm 2021 và đến ngày 18 tháng 5 năm 2022 thì được khánh thành và đưa vào hoạt động. Và công trình này là một công trình rất là ý nghĩa, thể hiện được lòng biết ơn của thế hệ hôm nay và mai sau đối với những người con ưu tú của cách mạng Việt Nam đã ngã xuống trên chiến trường Điện Biên Phủ. Nếu như mà trong hành trình của đoàn có thời gian thì mời các cô chú có thể di chuyển tham quan chiêm bái tại đền thờ. Kính thưa các cô chú, là hôm nay thì rất là may mắn và vinh dự cho cháu là được đồng hành cùng với các cô chú tham quan tại di tích đồi A1. Một lần nữa thì rất cảm ơn những tình cảm của các cô chú đã dành cho mảnh đất Điện Biên, cho các di tích. Và xin thay mặt cho ban quản lý di tích Điện Biên xin gửi tới các cô chú lời chúc rất đẹp nhất và chúc đoàn có một cuộc hành trình thật ý nghĩa, may mắn, và mong rằng có thể đón tiếp các cô chú nhiều lần hơn nữa trên mảnh đất Điện Biên. Xin trân trọng cảm ơn đoàn ạ. Sau đây thì có mời các cô chú đoàn mình có thể đi tham quan tự do xung quanh đây một chút, chụp một vài bức ảnh lưu niệm, sau đó thì sẽ đi.
tàng của chiều ngày hôm nay. Và trước khi đi vào tham quan thì lời đầu tiên xin được gửi tới các bác cùng với cô chú anh chị trong đoàn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể các bác cùng với cô chú trong đoàn tham quan tại bảo tàng buổi chiều ngày hôm nay thì đoàn chúng ta có hai nội dung tham quan. Nội dung tham quan đầu tiên đó chính là bức tranh panorama chiến thuật biên phủ. Đây là một trong ba tác phẩm hội họa lớn của thế giới vẽ về đề tài chiến tranh với tổng diện tích lên tới 3,225 m², với tổng thời gian thực hiện tác phẩm này từ khi lên ý tưởng cho đến khi hoàn thành trong thời gian là 9 năm. Và sau khi tham quan xong nội dung đầu tiên, các bác nhớ mình lưu ý giúp cháu là sau khi tham quan xong nội dung đầu tiên, đoàn chúng ta sẽ di chuyển đến không gian bên dưới đây để tham quan nội dung tiếp theo nữa, đó chính là nhà trưng bày của bảo tàng trên tầng 2, nơi trưng bày gần 1.000 hiện vật tư liệu hình ảnh với lượng trưng bày mở bao gồm cảnh quan, cảnh tượng lịch sử, mong muốn tái hiện một cách sinh động nhất chiến thắng hào hùng của dân tộc. Và kính thưa toàn thể các bác và cô chú trong đoàn tham quan, và bây giờ cháu xin mời đoàn chúng ta tham quan nội dung đầu tiên, đó chính là bức tranh panorama. Và trước khi tham quan bức tranh panorama thì xin mời toàn thể các bác cùng với cô chú anh chị trong đoàn. Chiến dịch Biên Phủ, đồng thời thành lập Đảng ủy, Bộ Chỉ huy chiến dịch,
do Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Bí thư Đảng ủy, kiêm chỉ huy trưởng mặt trận. Vào đầu tháng 1 năm 1954, trước khi lên đường tham gia chiến dịch, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến khuôn Bắc Thái Nguyên để chào bác và xin chỉ thị gần gũi. Trong lần gặp mặt này, Chủ tịch Hồ Chí Minh có hỏi Đại tướng Võ Nguyên Giáp: "Chú đi xa như vậy, chỉ đạo chiến trường có gì trở ngại không?" Đại tướng Võ Nguyên Giáp trả lời: "Thưa bác, trở ngại chỉ là ở xa. Khi có vấn đề quan trọng và cấp thiết, khó xin ý kiến của bác và Bộ Chính trị." Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ân cần căn dặn Đại tướng: "Tổng tư lệnh ra mặt trận, tướng quân tại ngoại, trao cho chú toàn quyền quyết định. Trận này quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh." Trải qua 56 ngày đêm chiến đấu gian khổ, quân và dân Việt Nam ta làm nên một chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Như nhà thơ Tố Hữu Bất Tử viết: "9 năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng." Dạ vâng, tôi cho xin mời các bác cùng với cô chú mình tham quan phần trưng bày tiếp theo. Dạ vâng, xin giới thiệu với quý đoàn tham quan bức ảnh trên cùng với các bác ơi. Bức ảnh trên cùng đây chụp toàn cảnh thị trấn Lai Châu sau ngày giải phóng. Và thị trấn Lai Châu nay là thị xã Mường Lai, cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ 100 km. Tại đây vào ngày 12 tháng 12 năm 1953, một bộ phận nhỏ của đại đoàn 316 được lệnh tiến đánh thị trấn Lai Châu. Còn đại bộ phận tập trung các đứt đoạn đường từ Lai Châu về Điện Biên Phủ. Bị đánh mạnh, địch đã bỏ Lai Châu rút chạy về Điện Biên Phủ. Tại Mường Bổ, trận chiến đấu diễn ra khai kho quyết liệt. Trong lúc cả tiểu đội đang chiến đấu anh dũng với thực dân Pháp, chỉ còn lại có 17 người đang trận đánh địch từ trên cao chạm xuống. Bản thân đồng chí Bế Văn Đạt đã bị thương, nhưng anh vẫn tiếp tục chiến đấu. Một khẩu trúc lên của đồng đội không bắn được vì xạ thủ hy sinh, còn khẩu trúc lên của đồng chí Chu Văn Bồi cũng chưa bắn được vì không có chỗ đặt ra súng. Trong tình thế hết sức khẩn trương đó, anh Bế Văn Đạt lao tới, cầm hai chân súng đặt lên vai mình và hô đồng chí Bồi: "Bắn, bắn để trả thù cho đồng đội." Trong lúc đồng chí Bồi còn do dự thì anh Bế Văn Đạt đã nói: "Kẻ thù trước mặt, đồng chí có thương tôi thì bắn chết chúng nó đi, để trả thù cho đồng đội." Đồng chí Bồi cũng nghiến răng nhà đạn vào đội hình quân địch, quật ngã hàng chục tên. Tuy nhiên trong lúc lấy thân mình làm giá súng thì anh Bế Văn Đạt đã bị thương rất nặng, và anh đã hy sinh trong tư thế hai tay vẫn giữ chặt chân súng ở trên vai mình. Cảm động trước tấm gương hy sinh anh dũng của anh Bế Văn Đạt, nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: "Ngã xuống Mường Bổ, anh đâu biết mồ cam, anh chỉ thấy dây thép gai đổ sẵn. Tôi yêu những con người cho hình dung ra hạnh phúc, lúc đồng đội cần, dẫu chết chẳng từ nan." Và tấm gương hy sinh anh dũng của anh Bế Văn Đạt, người dân tộc Tày, tỉnh Cao Bằng, là nguồn cổ vũ mạnh mẽ, động viên đồng đội trên toàn mặt trận chiến đấu thi đua giết giặc lập công. Kết quả là đại đoàn 316 tiêu diệt Bắc Hà được 24 đại đội của Pháp. Kính thưa các bác, trong đoàn tham quan với sự giúp đỡ của Mỹ lên tới 73% chi phí chiến tranh, thực dân Pháp được ưu tiên loại vũ khí khí tài quân sự tiên tiến và hiện đại nhất lúc bấy giờ, như là gần 400 máy bay các loại, 10 chiếc xe tăng từ 16 đến 18 tấn, súng có tia hồng ngoại dùng để quan sát ban đêm. Quá tin tưởng vào sức mạnh của tập đoàn này, trong một lần trả lời phỏng vấn nhà báo nước ngoài, tướng Carter đã ngạo mạn tuyên bố: "Nếu bộ đội chủ lực Việt Minh dám tấn công vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, tôi sẽ đứng trên một cứ điểm cao nhất, đeo đầu mũ cao đơn màu đỏ để Việt Minh nhìn rõ và bắn chính xác tôi hơn." Để thách thức bộ đội chủ lực Việt Minh, tướng Carter có cho giải truyền đơn khắp núi rừng Tây Bắc. Nội dung truyền đơn có đoạn viết: "Gửi đại tướng Võ Nguyên Giáp, nghe tin ngài mong nhiều đại đoàn lên đây để giao chiến và định đem quân vào ăn tết trong Điện Biên Phủ, chúng tôi sẵn sàng đón tiếp ngài." Ký tên được các tư lệnh chỉ huy quân đội. Và cháu xin giới thiệu với các bác cùng với cô chú trong đoàn tham quan là với lối trước bày hình bằng nhiệt bên trên ạ. Khi bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ diễn tả ước mơ của thực dân Pháp, đó chính là họ muốn sang cái bánh này ra để nhiều tôi lên chủ lực Việt Minh của ta vào đó. Nhưng họ đã không ngờ được rằng là chính họ lại xa vào cái bẫy do chính mình dẫn ra. Và trước những ân huệ phải được của thực dân Pháp thì đã ra có những chủ trương đường lối phát triển như thế nào, cháu xin mời các bác cùng ra tiếp tục tham quan nhé. Vâng, kéo pháo vào đã khó khăn gian khổ, kéo pháo ra còn gian khổ gấp bội phần. Trong quá trình kéo pháo ra, lịch sử đã ghi nhận tấm gương hy sinh anh dũng của anh hùng Tô Vĩnh Diện, người lấy thân mình để cứu pháo. Anh đã hy sinh vào đêm ngày 1 tháng 2 năm 1954. Trong đêm, đồng đội tiến
Việt Anh không một nén hương, không một tiếng súng tiễn đưa anh về với đất mẹ, bởi khi đó chiến dịch của chúng ta chưa bắt đầu. Và cháu xin giới thiệu và chia sẻ với các bác cùng với cô chú anh chị trong đoàn tham quan là trong chiến dịch Điện Phủ đây cũng là lần đầu tiên mà quân đội nhân dân Việt Nam ta chúng ta có những khẩu pháo cao xạ như thế này. Và trung đoàn pháo cao xạ 367 của chúng ta khi đó mới được thành lập còn rất non trẻ, nhưng lập được rất nhiều thành tích, như là thành tích bắn rơi được 52 máy bay trong tổng số 62 máy bay của Pháp bị bắn rơi từ bầu trời Điện Biên. Và bên đây thì bảo tàng còn có trưng bày khẩu pháo cao xạ 37mm của trung đoàn pháo cao xạ 367 có thành tích bắn rơi chiếc máy bay đầu tiên của Pháp trên bầu trời Điện Biên vào ngày 14 tháng 3 năm 1954. Và sau khi chiến dịch kết thúc thì trung đoàn pháo cao xạ 367 của chúng ta đã được tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3 đấy các bác. Và chia sẻ với các bác là loại pháo này là do Liên Xô viện trợ và chúng ta có tất cả là 24 khẩu này trong tổng số 68 khẩu pháo mà Việt Nam chúng ta có. Và trong tổng số 68 khẩu pháo này của Việt Nam chúng ta thì có 24 khẩu pháo cao xạ, 24 khẩu 105 và 20 khẩu sơn pháo đấy ạ. Cháu xin mời các bác chúng ta tiếp tục di chuyển. Nhất tiếng bố, tiếng chó, tiếng bìm, ngày đêm có lúc nào mất. Phát huy truyền thống mở đường thắng lợi, lực lượng công binh sát cánh cùng với dân công, thanh niên xung phong và đồng bào Tây Bắc tiến hành mở đường, sửa đường. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, ta mở mới được 63 km đường, sửa hàng trăm km đường cũ. Để ngăn chặn bước tiến của quân đội nhân dân Việt Nam, thực dân Pháp cho giải hàng ngàn tấn bom đạn xuống các con đường đi lên Điện Biên Phủ. Và họ còn dự định sẽ làm mưa nhân tạo để làm sụt lún các con đường của ta. Nhưng mọi kế hoạch đó của Nava cuối cùng cũng chỉ là mơ tưởng. Mọi ý đồ của họ đã không bao giờ thực hiện được. Bởi ý chí kiên cường bất khuất của quân và dân ta, mọi tuyến đường vẫn được đảm bảo lưu thông thông suốt, không bị cắt đứt quá 24 giờ đồng hồ đấy ạ. Chào xin mời các bác ạ. Ta huy động được rất nhiều các loại phương tiện từ cơ giới đến thô sơ như là ô tô, xe quốc kích, xe đạp thổ. Trên những nẻo đường, ngày đêm hối hả dọc người, những đoạn xe đạp thổ, những đoạn xe cơ giới nối tiếp nhau băng núi, vượt đèo. Chị em dân công vừa đưa gánh cữu kiệt trên vai, băng qua những hố bom, bãi mìn, hướng về mặt trận. Tất cả đã tạo nên một không khí sống động khẩn trương. Và cháu xin giới thiệu với các bác trong đoàn tham quan ạ. Xin mời các bác mình sẽ lùi lại phía sau một chút ạ. Một trong phương tiện thô sơ nhất mà các dân công của chúng ta đã sử dụng trong chiến dịch Điện Phủ đó chính là những chiếc xe phục kích đây các bác. Và trong toàn chiến dịch Điện Phủ chúng ta đã huy động được tới 7.000 chiếc xe phục kích như thế này. Và trung bình mỗi chiếc xe này có thể vận chuyển được từ 80 tới 100 kg đơn vị. Và đây chính là chiếc xe phục kích của bác Trịnh Đình Bầm, là một dân công của huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Bác cùng với chiếc xe này vượt qua biết bao nhiêu khó khăn gian khổ trong cái quãng đường 20 km từ sánh luồng tới phố cống qua trạm luồng. Bác nâng tải trọng của xe mình lên từ 200 tới 280 kg trên một chuyến. Và chỉ trong vòng 4 tháng của chiếc xe thô sơ này, trong vòng 4 tháng bác dùng để vận chuyển được 12 tấn lương thực cung cấp cho mặt trận Điện Biên. Và còn có một điều đặc biệt nữa, chiếc xe này cháu rất là muốn giới thiệu và chia sẻ với đoàn tham quan là những các bác và cô chú mình quan sát phần dưới cùng của bánh xe. Đây chính là phần gỗ rất là đặc biệt của chiếc xe này, là phần gỗ có sơn son thép vàng. Mà trong quá trình khi làm chiếc xe Mustang này do thiếu nguyên liệu nên bác Trịnh Đình Bồng phải tháo rỡ một phần chiếc bàn thờ tổ tiên duy nhất của mình ra để hoàn thiện chiếc xe. Và chiếc xe Mustang các bác và cô chú mình quan sát rất là đơn giản thô sơ nhưng lại chứa được một sức mạnh, một sức mạnh phi thường và tinh thần đoàn kết của dân tộc sẵn sàng hy sinh tất cả vì độc lập, vì tự do của tổ quốc ạ. Cháu xin mời các bác ạ. Chiếc xe này có từ 1-3 người tùy vào khối lượng chở hàng. Dạ. Lốp thì trong quá trình khi mà sử dụng có thể chiếc xe này. Còn bên trong tủ kính bên đây sẽ giới thiệu với các bác cùng với cô chú trong đoàn tham quan, bảo tàng còn có trưng bày chiếc xe đạp thổ. Đây là phương tiện phổ biến nhất mà chúng ta đã sử dụng trong chiến dịch Điện Phủ. Và trước khi là chiếc xe đạp thổ thì nó là chiếc xe đạp mang nhãn hiệu Poyo của Pháp, là chiến lợi phẩm mà ta thu được trong các chiến dịch ở đồng bằng. Và trong chiến dịch Điện Phủ chúng ta đã huy động được tới 20.991 chiếc xe đạp thổ. Và trung bình mỗi chiếc xe đạp thổ này có thể vận chuyển từ 100 tới 180 kg lương thực. Và đây chính là chiếc xe đạp thổ của anh Ma Văn Thắng, là một dân công ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Anh nâng tải trọng của xe mình lên tới 337 kg trên một chuyến, lập kỷ lục trong chiến dịch. Và trong quá trình vận chuyển lương thực, những chiếc lốp xe cơ giới như thế này không ít lần bị thủng. Các chiến sĩ của chúng ta đã có sáng kiến là sử dụng những chiếc đinh vít bằng kim loại vá phải chỗ bị thủng để xe có thể tiếp tục lăn bánh mà không đợi sự chi viện của hậu phương. Còn những cái nhíp xe như thế này khi bị gãy, chiến sĩ của chúng ta cũng lại có sáng kiến là sử dụng cật tre giả tác vào chỗ bị gãy để có thể nâng được tải trọng của xe đấy ạ. Và các diễn viên các bác và cô chú trong đoàn tham quan là chiến dịch Điện Phủ diễn ra trong vòng 56 ngày đêm, được chia ra làm 3 đợt tấn công. Đợt tấn công thứ nhất của quân đội nhân dân Việt Nam bắt đầu từ ngày 13 tháng 3 tới ngày 17 tháng 3 năm 1954. Him Lam được chọn làm điểm mở màn chiến dịch Điện Phủ. Và trung tâm đề kháng Him Lam là một trung tâm phòng ngự kiên cố của thực dân Pháp nằm ở phía bắc án ngữ con đường 41 từ Tuần Giáo và Điện Biên. Và sau hơn 5 giờ chiến đấu thì quân đội nhân dân Việt Nam làm chủ được hiện trung tâm đề kháng Him Lam. Và một trong hiện vật có giá trị và tiêu biểu trưng bày tại bảo tàng, cháu sẽ giới thiệu với các bác trong đoàn tham quan, đây chính là khẩu lựu pháo.
605 ly, người đạt đội lượng pháo 806, có thành tích bắn quả đạn đầu tiên vào Him Lam trong trận đánh mở màn chiến dịch. Khẩu pháo này do Mỹ viện trợ cho Pháp trong chiến tranh xâm lược Việt Nam. Ta thu được trong chiến dịch biên giới và sử dụng để tiêu diệt Pháp tại Điện Biên Phủ. Còn nếu so sánh về pháo, Việt Nam và Pháp mỗi bên đều có 24 khẩu 105 như thế này. Tuy nhiên trong tổng số 24 khẩu pháo 105 của Việt Nam chúng ta thì có 4 khẩu là chiến lợi phẩm và 20 khẩu còn lại là do Trung Quốc viện trợ cho ta đấy ạ. Cho xin lời đoàn ạ. Mà trực tiếp mà đồng chí Nguyễn Phú Sơn Hùng đóng trận ở hội này, trực tiếp chỉ huy đội công binh gồm 25 chiến sĩ công binh xuất sắc đào hệ thống đường hầm ngầm trên cứ điểm Hà Nội. Và đến năm 1962 thì đồng chí Nguyễn Phú Sơn Hùng đã trở cho bảo tàng trưng bày. Còn bên đây thì bảo tàng chúng cháu còn có trưng bày các tư trang của chiến sĩ Điện Phủ năm xưa như là chiếc áo chiến thủ, chiếc mũ nan lưới. Và trong quá trình thiết kế công trình bảo tàng, tiến sĩ Nguyễn Tiến Phụng của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội lấy ý tưởng hình ảnh chiếc mũ nan lưới của lá cải trang làm thiết kế đặc biệt cho công trình. Nên là khi các bác và cô chú nhà mình đến bảo tàng ạ, thì mình thấy công trình bảo tàng được thiết kế rất là đặc biệt và độc đáo. Đó chính là những thiết kế theo hình chiếc mũ của chiến sĩ Điện Phủ năm xưa. Và bên đây thì bảo tàng chúng từ đó có một chiếc máy điện thanh nặng 25 kg vượt từ Sơn Tây ra Cửa Đông nối liền liên lạc với Bắc Giới. Một trong lý do nữa mà khiến quân Pháp lạc vào tình cảnh khốn khổ lúc bấy giờ đó là vào tháng 3 năm 1954 tại cứ điểm 206, các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam có sáng kiến bệ những con cúi bằng rơm có chiều dài 2m, đường kính là 1.5m lăn về phía trước để chắn đạn bắn thẳng, tạo điều kiện cho đồng đội của ta phía sau đào lấn dần về phía cứ điểm của đối phương. Tuy nhiên khi gần tới cứ điểm của đối phương, con cúi rơm này quá lớn làm cho các chiến sĩ của chúng ta phía sau bị bại lộ, và các chiến sĩ của chúng ta lại có sáng kiến là đào rũi có nghĩa là đào gầm quanh lớp hàng rào lên các gai. Và khi gần tới cứ điểm của Pháp thì đột đất lên bà đánh, khiến cho quân Pháp vô cùng bối rối và hoảng sợ. Họ không biết lúc nào chúng tấn công để có thể phòng ngự. Và cũng theo chính thống tên người Pháp thì trong chiến dịch Điện Phủ, các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam bằng công cụ hết sức là đơn giản thô sơ, như là với những chiếc cuốc chim, những chiếc xẻng đã bỏ vẹt, đã đào hệ thống giao thông hào lên tới 400 km đường giao thông hào, sắp xỉ với quãng đường một người đi bộ từ Hà Nội lên Điện Biên Phủ. Và đó chính là bất ngờ lớn thứ ba đối với nhân dân Pháp trong chiến dịch này đấy ạ. Vì những việc quân đội Pháp chào đón trên cùng đường cắt đất, đường mà được lót bằng lá cây, vải dù và ni lông. Bên đây là chính là cảnh tượng các bác sĩ đang chăm sóc cho thương binh. Các bác sĩ Việt Nam không chỉ chăm sóc cho bộ đội, tân công, thanh niên xung phong, mà ngay cả những thương binh Pháp được chăm sóc rất là tận tình, thể hiện chính sách nhân đạo của quân đội nhân dân Việt Nam. Và trong chiến dịch Điện Phủ, lực lượng quân y của Việt Nam đã cứu chữa được khoảng 15.000 thương binh của ta, đồng thời cứu chữa được khoảng 1.500 thương binh của ta. Đó là Pháp đấy ạ. Nếu như về phía quân đội nhân dân Việt Nam, chúng ta được chi viện cả về vật chất lẫn tinh thần, tất cả đã tạo nên một niềm tin chiến thắng cuối cùng của quân và dân ta trong chiến dịch.
người lấy thân mình để làm giá súng. Anh hùng Tô Minh Diện ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, người lấy thân mình để cấu pháo. Anh hùng Phan Đình Sóc ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, lấy thân mình lấp lỗ cho mai. Và anh hùng Trần Can ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, là người cầm lá cờ quyết chiến quyết thắng đầu tiên trên đất cứ điểm Yên Lam trong trận đánh mở màn chiến dịch Biên Phủ. Tuy nhiên, anh lại là người hy sinh vào giây phút cuối cùng tại cứ điểm 507, cách hợp được các tơ đây chỉ có 300 m, cách giờ chiến thắng vài giờ đồng hồ. Tổ quốc sẽ mãi mãi ghi nhớ công lao to lớn của các anh, những người đã hy sinh một phần máu xương của mình vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Vâng, kính thưa toàn thể các bác cùng với cô chú trong đoàn tham quan, nội dung giới thiệu tại bức tranh panorama chiến dịch Điện Phủ cũng như là hệ thống trưng bày cố định của bảo tàng. Cháu đồng hành cùng với các bác thì mình đến từ thành phố Hải Phòng, các bác thì mình đến từ Bắc Giang và các anh chị ở trong đoàn thì từ Đức Tua. Để đây xin phép được ghép lại một lần nữa thì xin cảm ơn đoàn đã đến tham quan bảo tàng chiến thắng Điện Phủ ạ. Cảm ơn các bác và cô chú rất là nhiều. Thank you.
Thưa quý vị và bạn, đến với tỉnh Điện Biên tại cửa ngõ phía Đông, điểm đầu tiên quý vị có thể dừng chân đó là đèo Pha Đin, con đèo huyền thoại có độ cao hơn 1.000m so với mặt nước biển. Đây là một con đèo được ví như tứ đại đỉnh đèo của khu vực Tây Bắc, bên cạnh Ô Quý Hồ, Khao Phạ và Mã Pì Lèng. Đứng tại đỉnh đèo Pha Đin với chiều dài là 32 km, cao tới 1.648 m. Và đèo Pha Đin có nguồn gốc tên gọi của tiếng Thái là Pha Đin, nên chúng ta thường gọi với hàm nghĩa Pha Đin là nơi gặp gỡ của đất trời. Giữa ngã ba đỉnh đèo Pha Đin với bức phù điêu có những dòng thơ rất là đặc biệt, đó là dốc Pha Đin chị gánh anh thồ, đèo Lũng Lô anh hò chị hát, dù bom đạn xương tan thịt nát, không sần lòng, không tiếc tuổi xanh. Qua đoạn thơ này thì cho ta thấy rằng với quân ta đã chịu rất nhiều sự ảnh hưởng của bom đạn của thực dân Pháp. Tuy nhiên, với sự đồng lòng và quyết tâm của quân dân ta thì con đường này đã được thông suốt và làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vẻ vang. Thank you.
hôm nay trong hoa thêm 10 triệu nữa. Thank you.
rồi nhé. Thế mà đến giờ đồng chí đã cũng đã trên 100 tuổi rồi. Và như vậy là nhà máy nhà tù Sơn La là một ngôi trường học cách mạng. Còn tháng 5 thì ở đây cũng có rất nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng cũng đã từng đến tham quan nhà tù, và đặc biệt là các bác cũng đã đến thăm nghĩa trang tỉnh nơi đó. Lên Sơn La, bọn này nếu ở hỏa lò là những hạng hung hăng và khó trị, thì giờ đây tới Sơn La chỉ trong vòng 6 tháng thôi, vì chúng sốt rét sẽ làm cho chúng suy nhược và trở nên hiền hòa. Thế là chính vì điều đó mà các bác hình dung rằng nhà tù Sơn La hoàn toàn không tra tấn, không bắn giết, thậm chí không án tử hình, nhưng một lực lượng lớn cách mạng của ta vẫn bị thủ tiêu tại nhà tù Sơn La, phần lớn là do vì các bệnh tốt tết này đúng không? Thế và khi đó, thực dân Pháp cũng đã xếp nhà tù Sơn La đứng thứ hai, chỉ trong duy nhất nhà tù Liên bang Côn Đảo trong hệ thống nhà tù của người Pháp ở Việt Nam giai đoạn trước năm 1939. Thì các bạn thấy rằng lúc bấy giờ nhà tù Côn Đảo lớn nhất là nhà tù của Liên bang Đông Dương. Ngay bên dưới nhà tù Sơn La, nhà tù Hà Giang, nhà tù Hỏa Lò Hà Nội, đây là ba nhà tù quốc gia, cũng là ba cái địa ngục trần gian khét tiếng của Pháp ở phía Bắc lúc bấy giờ. Thế nhưng thưa các bác, là không chỉ dừng lại bệnh tật, thực dân Pháp chúng còn lợi dụng vào cái chế độ ăn để ngập thủ tiêu của nhân dân này. Thế thưa các bác, ở đây các đồng chí quan tâm xuất hàng, thực dân Pháp chỉ cho ăn đó là cơm nếp, hoàn toàn không có cơm đen. Thế và trước khi nấu cái gạo nếp đó lên, chúng lại thâm đậm đến cái độ là cho đem nông gạo với nước vôi trong. Và sau một thời gian ăn chế độ ăn như vậy thì tất cả tù nhân ở đây, ngoài căn bệnh đường ruột, ngoài bị thiếu dinh dưỡng, thì các đồng chí còn bị phù thụng nặng nề toàn thân. Thế và đây cho cháu có trưng bày một cái cụm chân tập thể. Các bác hình dung nghe thời điểm đó thì thời tiết hay là cánh cửa các lớn thì là đều phải vận chuyển từ tận cảng Hải Phòng lên đây, và chúng ta đang quân thể.
treo thưởng cho dân sản phẩm địa phương, đồng chí Đàm Văn Lý đã bị chống thẳng tay giết hại, chặt đầu và đem về đây lĩnh thưởng. Sau đó người Pháp mới bêu đầu đồng chí trong một chiếc hòm gỗ ở như như đúng trong hình ảnh đây ạ, ngay tại cái vị trí này, bêu trong 3 ngày 3 đêm, phơi nắng phơi sương để răn đe những tội nhân. Đồng chí còn lại tên Đàm Văn Sàng thì sau đó chạy vào được một cái hang, thế nhưng cũng bị chúng phát hiện ạ, dùng đá lấp kín cửa hang, đồng chí mất tích trong đó. Như vậy cuộc hành động này không thành công. Thế và thưa các bác, là cả hai đồng chí Đàm Văn Lý, Đàm Văn Sàng đều là người dân tộc Tày bị đưa từ Cao Bằng sang đây giam giữ. Trong đó đồng chí Đàm Văn Lý đây chính là anh trai ruột của thượng tướng Đàm Quang Trung, tư lệnh quân khu 1, phó chủ tịch hội đồng. Và ngay thông tin vừa rồi cũng đã khép lại hành trình tham quan di tích quốc gia đặc biệt nhà cầu Sơn La của đoàn ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn cô bác đã đến với di tích và nghe thuyết minh ạ. Xin chúc cho đoàn mình luôn mạnh khỏe và có hành trình tham quan Tây Bắc thuận lợi.
những đất tộc phương Tây quay đầu về bảo. Dạ vâng ạ, xin
dùng lời hát cũng như là lời chào của chúng cháu thăng bằng những tiếng ca của các cô gái Thái trên cao nguyên Mộc Châu. Xin được nhiệt liệt chào đón và chào mừng các cô, các chú đã lựa chọn nhà hàng cũng như là homestay Thái Mộc để điểm làm điểm dừng chân buổi tối ngày hôm nay. Cho cháu xin phép được giới thiệu, cháu là cháu của chú Hải. Và hôm nay rất là vui được đón đoàn trở về từ chuyến tham quan cũng như là thăm lại chiến trường xưa của các cô, các chú đến từ Hải Phòng. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng cháu xin được giao lưu với tất cả các cô, các chú bằng những nét văn hóa độc đáo của các dân tộc trên cao nguyên Mộc Châu. Bye.
Chính là nơi khởi nguồn nên thác nước này. Hai dòng nước này quanh năm trong mát. Nếu như Bó Cò Lắm là nơi để người dân lấy nước sinh hoạt hàng ngày, thì Bó Tá Cháu là mó nước vô cùng linh thiêng, người dân chỉ sử dụng để tắm tượng Phật ở chùa Vạn Hồng, hay còn gọi là chùa Triền Viện. Khi ấy, ngôi chùa là trung tâm Phật giáo lớn nhất khu vực Tây Bắc này. Nhân dân trong vùng sinh sống vô cùng đầm ấm và hòa thuận, đặc biệt là có một mối giao hảo thân tình với các bộ tộc Lào. Bao nhiêu tiền?